hỏi. Hiện nay, vì nhân số quá đông nên phải áp dụng phương pháp tiết dục để hạn chế sanh đẻ. Như vậy có phạm luật nhân quả không? Đáp: quá nhiều cũng là quá ít, quá ít cũng là quá nhiều. Nhiều là do quá ít, ít cũng là do quá nhiều. Chứ nhiều thái quá mà cũng đừng bất cập, không đủ. Quá mức là do không đủ, không đủ lại là do quá mức. Tôi nghĩ rằng vì cai trị quốc gia mà mỗi gia đình chỉ được phép sanh một đứa con thôi thì đó là điều sai lầm. Vì nếu chỉ được phép sanh một đứa thì dần dần mọi người trong nước sẽ biến thành đàn ông hết. Một quốc gia mà toàn là đàn ông, không có đàn bà thì làm sao sanh con cho được. Như thế trong tương lai sẽ bị mất nước vì diệt chủng. Nếu thật muốn cai trị quốc gia cho tốt thì mỗi cặp vợ chồng nên được sanh hai đứa con. Có hai đứa thì tụi nó có bạn với nhau. Hoặc là sanh một trai rồi lại sanh một gái. Hoặc sanh cả hai đều là trai thì sao có thể đổi lấy đứa con gái với gia đình khác. Hoặc sanh cả hai gái rồi đổi lấy đứa con trai với người ta. Có thể cùng nhau trao đổi mà. Hoặc bắt rễ, đó cũng đều là hợp pháp. Như vậy thì cũng không nhiều quá và cũng không bị quá thiếu. Nhưng nếu sanh nhiều quá thì giống như heo, sanh từng bầy, rồi sẽ dẫn đến kết quả là con người sẽ không đủ ăn. Ha ha ha,